trên vùng biển Ấn Độ Dương, nhóm thám hiểm lên tàu đi bắt cá sư tử, chúng khét tiếng là loài cá xâm lấn mạnh nhất. Họ đã bắt đầu tìm kiếm, mất 30 phút để bắt được nó. Họ cho nó vào một bể kính trong suốt, nó có những chiếc vây dài dựng lên, đây là lý do nó có tên là cá sư tử. Những chiếc vây tuyệt đẹp nhưng các bạn hãy cẩn thận với chúng, vì chúng có độc. Nhẹ nhàng và thử một chút cảm giác mạnh nào. Anh ấy dùng tay để giữ phần đầu của nó và sau đó một hai ba ối, những chiếc vây nhọn đã đâm vào tay rồi, rất đau, bàn tay bắt đầu chẳng máu. Anh ấy có cảm giác nhức và căng tức toàn bàn tay, bây giờ cổ tay có cảm giác như bị thắt chặt vậy, chất độc đã làm cắt đứt sự lưu thông máu của cánh tay. Bắt đầu có cảm giác chóng mặt, anh ấy cần được chăm sóc y tế, trước khi đó anh ấy cần một chút nước ấm. Nước ấm sẽ giúp phá vỡ protein trong nọc độc và và làm tiêu tan nó, đó là cách xử lý trước mắt hiệu quả nhất nếu bạn gặp tình huống này. Tình huống mang tính chất giải trí, các bạn không nên làm theo nhé.